À, Huy. Huy nó nhiêu tuổi rồi? Năm 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Mẹ con đâu? Bỏ rồi. Trời đất ơi, sao mẹ con bỏ con rồi? Nói cho chú nghe đi. Mẹ con bỏ con lâu chưa? Kể cho nghe. Tôi kể cho nghe nè. Thôi đừng khóc nữa. Để đi hồi nào con bỏ con hồi nào. Khi mà nhắc đến mẹ của bé là bé Nó không không biết mẹ nó luôn chú. hồi nhỏ lớn không Nó biết không luôn hả biết cô? mẹ, giờ nó không biết mẹ nó là ai luôn. Đâu có điện về mà cũng không có gì gặp mặt mà hết trơn á, bỏ luôn hồi ba tuổi. Chứ thấy vậy Bây thì giờ làm sao? hổng gắn tùm lum hết trơn bao vậy đó nhiêu trời. tuổi rồi con? 40 rồi con. 40 tuổi rồi. Hiện tại bây giờ là cũng không có nói chuyện được. Không nói chuyện Cho được. nên là không có chia sẻ được. Không có được. Anh nghe mà anh xúc động. Giờ là một cái sinh hoạt là của ảnh là cô, một tay cô phải làm Tại hết. cô không đá ỉa gì, cũng cô không ăn uống gì, cô không bơm tối nhà, cô cũng không dám nhắc nữa. Cô cứ nói uống thuốc đi mau hết bệnh này, này kia biết hết bệnh này kia không, chứ cô cũng không dám suy nghĩ gì cho cô, không có nói gì cho nó nghe chứ. Nói anh nghe cái anh buồn. Nếu khóc thì cô tự đi đâu chứ cô không có cho nó thấy, cho nó có sức khỏe, nó có lạc quan lên, hơn cho con mình nó mau mạnh. Ung thư vàm cổ đi chữa trị nhiều nơi lắm. Dạ. Rồi bác sĩ đã chạy rồi. Rồi bác sĩ đã chạy rồi. Dạ xin chào quý khán giả đang xem kênh Bagina. Dạ thì hiện tại em đang ở Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Thì hôm nay em trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh của anh Trung, năm nay 40 tuổi. Thì anh mắc một căn bệnh ung thư vòm họng. Và cũng như hiện bây giờ thì anh không có nói chuyện cũng như là nằm một chỗ. Và anh có một người con trai, năm nay là 10 tuổi nha cả nhà. Thì vợ anh thì cũng bỏ đi từ rất là lâu. Thì hiện giờ thì anh mắc bệnh nên phải về nhà, đang ở tạm trong một cái căn nhà của ba mẹ. Hiện tại thì tình hình sức khỏe của anh cũng như là đang rất là nặng. Thì hôm nay thì em trở lại đây để thăm xem cái tình hình sức khỏe của anh như thế nào. Bên cạnh đó thì cũng có một món quà nhỏ của Quý Mạnh Thường Quân gửi đến gia đình. Giờ thì bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong để gặp gia đình, để hỏi thăm xem cuộc sống hiện tại bây giờ như thế nào cả nhà. Con chào chú nha. Chào chú. Đây, chú đây. Dạ, con quá chào hả? Chú. Nóng hả? Chú mặc áo giùm con xíu được không? Đó lịch sự. Hôm bữa thì anh em lại là không gặp chú, bữa nay là có chú ở nhà rồi cả nhà. Chú đây là sao với anh Trung bên trong? Dạ. Yeah. À, là bà của anh Trung. Hôm bữa là chú đi đi xin thuốc đi nam hả? Thuốc nam. Dạ. Mấy hôm nay anh Trung uống thuốc nam có chú thấy có đỡ hơn nhiều không chú? Thì thấy uống có nhầm lúc thì thấy nó khỏe khỏe, nhầm lúc thì nó cũng quay lại vậy. Ồ. Rồi lúc thuốc tây đồ thêm hàng ngày. À và uống thêm thuốc tây nữa. Ảnh có hay làm mệt gì không nhiều không chú? Làm mệt hoài đó. Mỗi ngày nào cũng vậy. Dạ. Yeah. Nãy là con nghe nói là bác sĩ xuống luôn. Vô nước biển ngày hôm qua thuốc. Anh Trung là bị ung thư hoàng họng rồi, vòm cổ, vòm họng không chú? Mổ rồi mà mổ đây bơm thuốc, bơm thức ăn vô bao tử. À là kìa nóng thở luôn chứ giờ đâu có thở. Bé rồi, tên gì ta? Bé thì con trai của anh Trung tên gì chú? Nguyễn Quốc Quy. À Quy. Bé Quy cũng về tới. Đó về tới. À bé Quy cũng mới vừa về luôn. Anh Trung thì nằm phía bên trong. Dạ. Dạo này cũng đâu có làm gì hả chú, ở nhà mình đâu có làm gì hả chú? Cũng có làm gì đâu, có mấy công ruộng đó rồi cũng cho người ta cố một cái mình mướn là mình làm. Dạ. Dạ. Dạ chú. Đây bé bé. Ủa đâu mà cầm điện thoại dưới vậy? Con đi đâu vậy? Đi vô con, đi vô. Cầm giùm chị. À cầm giùm chị hả? Quá chừng hai điện thoại luôn.
Thôi đi vào ha, giờ đây đi vào. Con trai của anh Trung đó. Đúng rồi. Con đứng này cho mấy chú hỏi thăm chút xíu nha. Nhớ là hai đứa ta, phải một đứa. Một đứa. À, một đứa thôi. Nhầm bà. Tưởng là hai đứa thôi. Con trai là 10 tuổi đó. Con trai nhất thôi hả? Ừ. Hôm nay là con đi nhà thờ cầu nguyện cho cha của mình hay sao con? Quy. Rất là ngoan á. Trai bất rồi. Cô nữa kìa. Bây giờ con để tụi con mẹ của anh Trung. Ừ, con đi vô chồng hai chú ha, chú ngồi ha. Đi đi vô chồng với chú nha con. Ừ, vô thăm anh Trung coi giờ như thế nào. Đi đi anh em đi, đi lại. Đây là căn nhà đó, nó cũng tơi tả cho nè cả nhà. Đây mấy nhà sau. À. Toàn này cũng thấy ánh sáng hết trơn rồi nè. Con chào cô nha. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Cô bật cái đèn được không cô? Bật cái đèn lên cho nó sáng sáng xíu. Em chào anh Trung ơi. Hôm nay khỏe nhiều chưa anh? Dạ em chào anh ơi. Ủa gắn cái máy gì vậy? Ôi trời trời trời. Máy hút đòm mà. Đây là máy hút đòm á hả? À. Một cái máy này bự quá ha. Còn anh thở nghe khi. Cô ngồi đi cô, ngồi đây đi. Cô ngồi đây đi. Cái này ở thành phố người ta gửi xuống cho mượn á. Dạ. Cho mượn. Dạ. Yeah. À người ta cho mượn hả chứ không phải của mình hả? Cô ngồi góc ở đây gần anh Trung nè. Cho mượn. Dạ. Rồi ơi. Là trong bệnh viện người ta cho mình mượn. Con ngồi đó luôn đi. Là cái bạn của rồi, ngồi đó đi. Nhỏ gái nó mần ở chảnh á. Dạ. Rồi nó chạy xe cấp cứu đó rồi cái nó có nó cho mượn. Dạ. Thì nó cũng giúp nó cũng từ thiện lắm thằng đó. Dạ. Quy con ngồi sát vô bà nội chút xíu con. Rồi, đòn cô thấy nó chảy ra ngoài. Giờ, nó giờ phải nhờ cái máy này thôi cô ha. Vậy cô lâu lâu cô chùi cho nó. Ừ, cô chùi đi. Ô, vậy là không có cái máy này là đòn nó chảy ra miếng miếng gì hết con. Không có cái nó nghẹt nữa hả? Ừ. Nó chùi vậy nè. Lát thì lâu lâu có lại cái gì chùi vậy. Anh thở không mạnh gì đó hả cô? Thịt da đang cho nó không có nghẹt á. Dạ. Nó ít nghẹt chút. Lót đây cho nó có dính đây. Mấy ngày hôm nay là tình trạng sức khỏe của anh cô thấy như thế nào cô? Lúc hôm trước thì nằm cái giò nó giật thứ sức vậy, nó giật giật mình mẩy ra. Làm dạ. Như là mình gung kinh giống vậy đó. Dạ. Mà không gài thì cái giật giật đó thì cô thấy nó hơi đỡ. Dạ. Không còn giật nữa. Ít giật lắm. Đỡ giật. Đỡ cái vụ giật mà đàm thì cô hơi còn. Hả? Đau ồ, bị đau cái ngực. Đau hay nè. Ồ, anh la bị đau hai cái này. Rồi sáng giờ anh ăn uống gì cho cô? Cô bơm cháo rồi. À, bơm cháo rồi. Rồi nó cứ nấu cháo vậy thôi. Nấu cháo. Giống như nấu súp vậy đó. Nấu súp, giờ lỏng vậy cái cô bơm. Dạ, bơm vô. Hôm nay là... Làm gì lỏng hả ta? Sấy à cô? Cô nấu thịt á, dạ. Xay. Xay cháo máy xay ra hả con? Ờ, nó xay ra hết mới bơm vô được. Dạ. Lỏng bơm mới được, như sữa vậy mới bơm được. Còn cháo mình nấu mình ăn. Bơm trực tiếp vào bao tử luôn vậy. Bơm vào bao tử luôn. Không có ăn được. Mưa luôn rồi. Mưa luôn rồi anh em. Con có hy vọng có cái phép màu đó đến với anh để cho anh hồi phục lại và lo cho bé Huy. Hiện tại con anh chỉ có mới 10 tuổi thôi, uống bà chú anh chị. Cô là anh là bị ung thư bồng họng được bao nhiêu năm rồi? Ung thư thực quản này là gần 2 năm rồi. Tới 30 tháng 4 này là 2 năm rồi. Cũng đi điều trị khắp nơi hết rồi đó. Chị cũng chị dữ lắm rồi. Thấy con vậy mình chịu đâu nổi rồi. Đi dạ. Lo ghép lại tới giờ nó cạn sức rồi. Giờ dạ. Bây giờ là bác sĩ trả về hay là mình không có tiền? À, bác sĩ nói là không ăn được đó. Rồi không có sức mà mình quá xạ. Không có sức được hóa trị. Hóa trị, à. Quá trị rồi mình quá nữa, nó làm cũng đủ hết trơn rồi. Bây giờ quá nữa, bị gì nó quay lại á, quay lại cũng ngay chỗ cũ nữa. Mà bây giờ không có sức mà quá nữa theo xem. Ờ, quá trị, xạ trị gì đó. Con muốn biết thêm về người vợ của anh Trung á, khi mà anh ngã bệnh vậy. Vợ có về thăm anh không? Cái gì là không, con của chị không? Hồi đi luôn tới giờ là khoảng 7 năm rồi. Nguyên nhân vì sao cô? Hai vợ chồng với đứa con đi lên chảnh làm. Lên đâu rồi? Lên Bình Dương á. Lên chảnh làm rồi sao mà dẫn con về. Về rồi cái khoảng cỡ tháng cái đi nữa, đi trở lên trển. Rồi cô nói thôi lên trển, vợ chồng lo làm ăn nha, đừng có về nữa nghe. Lo làm ăn đi, ở trển lo làm ăn đi. Cái đi đâu có mấy ngày, ngày dẫn con về nữa rồi. Rồi về luôn, hỏi đi nữa thôi, con nghỉ đi rồi. Ý lý do vì sao?
Nó đâu có nói cho cô biết. Chắc có cái gì đó. Nó không có nói cho cô biết. Lên chợ cô sẽ cô đau lòng nữa. Có cái chuyện gì đó nên là. Hồi đi là thằng này là 2-3 tuổi, chưa đầy 3 tuổi nữa mà bây giờ thằng này 10 tuổi rồi nè. 7 năm trời rồi. 7 năm này có đến thăm con lần nào chưa? Không, không có lần nào, có lần về ra tòa khoảng cỡ 3 năm rồi. Có lần về ngoài Phú Lộc này ra tòa nè. Dạ. Nó có về nhưng mà nó cũng không gặp con luôn. Về ra tòa gặp này ký giấy rồi nó đi luôn chứ nó cũng không có gặp con. Trước anh nói thường nói là người mẹ là người thương con nhất mà tại sao lại làm như vậy ta? Cô không hiểu, nó về nó cũng đâu có nói lý do sao đâu. Nó đi về cô cũng hồi nghi thôi, hồi nói gì thôi chứ cô cũng không. Cô không có nói gì hết luôn. Không, cô cũng không nói chứ nó không có gặp mặt con nó đang dâu đâu mà nói. Trời ơi. Bé tên gì cô, con quên mất tiêu rồi. Huy. Bé Huy cho chú hỏi nè, con còn nhớ được khuôn mặt của mẹ con không? Không, không nhớ mẹ luôn. Quá lâu. Lâu quá nó không nhớ. Được hôm nghe cô chia sẻ là nói là chị về mà ký đơn ly dị mà không nhìn mặt con. Lúc đó về thì nói không có nuôi con, giao cho anh Trung nuôi. Là để trong giấy á. Rồi về rồi cái Trung đi ra ngoài, tòa gọi ra ngoài rồi cái giấy rồi cái ngoài tòa ngoài kêu đem Quốc Huy ra. Cô đem ra đi ra sao thì đi ra thì nó về rồi. Bỏ đi luôn không nhìn con luôn. Không, rồi cô ra thì nó về rồi. Dạ tòa hỏi cái con biết mẹ con không, nó nói không biết. Cậu bé như thế này, một đứa con như thế này mà đành đoạn mọi như. Rồi hai vợ chồng cô hàng ngày làm gì để mưu sinh? Cô lúc trước thì chú còn đi kiếm cá, giăng lưới rồi kiếm tiền xài chút đỉnh rồi năm ngoài, 2 năm nay, thằng này bệnh tới giờ nè. Rồi cũng đâu có làm, móng mắt thì cũng hơi dở rồi. Rồi đâu có đi làm gì đâu à. Rồi cũng lặt vặt ở nhà chứ. Dạ. Cuộn thì cũng cầm cố để... Cuộn rồi mấy công làm giờ cũng cố rồi, cố cho người ta, nặng lo bệnh cho con. Trời ơi. Mẹ con đâu Huy? Mẹ con đâu rồi? Không biết. Giống như là một người con không có mẹ nữa. Có giờ... mẹ nữa, nhưng mà mẹ không nhận luôn. Giờ ba là như vậy nữa. Ba lại nằm vậy. Con có muốn là một ngày nào đó con nhìn thấy mặt mẹ không? Con đi học con thấy người ta có mẹ như vậy, mình không có mẹ con thấy làm sao? Có buồn không? Lý do? Sao con không buồn? Không buồn mà rớt nước mắt. Gì ơi. Không, trả lời cho chú nghe đi. Trả lời cho chú nghe đi. Đang nói dối lòng mình. Trả lời cho chú nghe coi. Muốn có mẹ, mẹ. Con có mẹ, con có mẹ con tuổi không? Nói cho chú nghe đi, đừng khóc. Con trai mạnh mẽ nè, trai sao khóc. Mình khóc không? Dạ, chứ gì đâu. Gì đâu nè, mình nói sao nè, nói chú nghe coi vì sao nè. Sao mà con khóc nè. Khi mà nhắc tới mẹ của bé là bé xúc lòng đó, phải khóc mà. Chị gì nói chú nghe coi, sao mà khóc nè. Không, mẹ con tuổi hay là cha con bệnh rồi con tuổi mà khóc. Nói cho chú nghe. Nói đi, chia sẻ cho chú biết đi. Nói đi cho chú nghe đi con. Rồi bé Huy nói chú Huy nghe coi. Rồi nói đi, bị giỏi á. Sao con buồn? Sao? Cái điều gì mà làm con buồn? Ba bệnh hả? Ba bệnh đúng không? Ba bệnh con buồn hay là sao con buồn? Phải không? Nói đi nè, để ông bà của chú còn thương ba hơn nè. Nói đi con. Biết đâu ông bà của chú giúp cho ba con có tiền để trị bệnh. Nói đi. Tại sao con khóc? Lẹ, nói lẹ đi. Xúc động quá, bé khóc, bé nói không được. Người ta đó, người ta có mẹ nè. Ấy đi học, người ta có mẹ, mẹ đưa dắt đi học. Còn bé thì ba thì nằm một chỗ, mẹ thì không thấy ở đâu. Thế mỗi lần nhắc tới mẹ là bé nhắc cái hay khóc. Cứ nhắc tới mẹ là xúc động quá con. Trời nói nghe. Anh Trung thì nghe nói mà tới chị thì anh cũng buồn. Nghe con nha. Cái chuyện đi chú đi con. Rồi giữ bình tĩnh nha, nói từ từ thôi nha. Thôi nha. Rồi bây giờ này chú hỏi nè. Rồi sao con khóc nè, con nói cho chú nghe đi. Hai đứa con mình tâm sự. Nói đi con, nói cho chú nghe. Tâm sự hai người đàn ông. Chịu không? Nói cho chú nghe. Bình tĩnh nè. Sao? Lý do vì sao mà con khóc? Mẹ không muốn nói gì. Con giờ thí dụ như mẹ đang xem con nè, con có cái lời nào muốn gửi đến mẹ không? Huy? Không hả? Không gửi luôn. Thương mẹ không? Không thương luôn. Giờ là thương ba thôi đúng không? Thương ba với bà, ông bà thôi phải không? Đó, mẹ bỏ từ nhỏ nên giờ không thương luôn.
lại cũng không có biết mặt mẹ luôn. Con có hình của mẹ không? Có hình không trong điện thoại không? Không luôn hả? Trời ơi. Con có ước mơ gì? Ước mơ gì con nói trước nghe coi. Ước mơ con làm cái gì? Nói cho cha con ước mơ gì? Có ước mơ gì không con? Ước mơ sao đi học lớn lên là làm gì nè? Con đi làm gì? Làm gì để lo cho ba với lại cho ba ông bà. Nói đi. Bé rất là hiền á. Khi mà hỏi về mẹ là bé khóc không biết nói gì hết. Chắc bé cũng ít có tiếp xúc với ai đâu hả con? Nó ở đây không, ít có đi ra ngoài con. Dạ. Ít tiếp xúc, hơi nhát. Hơi nhát. Bữa nay là con đâu có học hả ta Quy? Mai con có đi học không? Có. Rồi sáng học buổi sáng rồi chiều có học không? Học hai buổi hả? Hai buổi. Rồi sáng là tự đi học hay sao cô? Sáng tự đi học, sửa sáng đi ăn. Ôi giỏi gì đó hả? Mỗi lần nhắc với mẹ là tuổi thân. Nhắc mẹ, nhắc cha thì khóc. Nhắc mẹ với cha là khóc. Nói cha nó bệnh đồ này kia hỏi thì cái bắt là nó khóc. Dạ. Nó khóc rồi không có nói chuyện được. Nó khóc rồi không có nói chuyện. Vậy đó hả cô? 10 tuổi rồi nó còn nhỏ nữa thôi. Cũng biết rồi đó, biết được rồi. Đi học và bạn bè này kia chắc cũng biết. Nên là bé cũng buồn. Con cháu cô đâu không? Cô năm đứa con, ba trai hai gái. Bây giờ đi làm, nó có chồng có vợ đi làm chơi này, không có nhà. Có thằng thứ tư ở kế bên. Là anh có anh hai chồng là kế bên cô thôi. Còn nhiều đi ở xa hết. Ở xa hết, ở thành phố Bình Dương chẳng. Đi làm đi chứ mà có chồng có vợ hết rồi. Dạ. Hôm bữa giờ là có ai liên hệ với gia đình mình không cô? Thì có nhiều người xin số điện thoại á. Xin số điện thoại thì liên hệ hỏi ví dụ bệnh rồi chỉ thuốc, hỏi thăm. Chỉ đồ hỏi thăm. Chỉ bài thuốc hả? Chỉ thuốc rồi uống đồ thuốc nào á. Dạ. Chứ cũng chưa có hỗ trợ gia đình mình gì hết. Chưa có cái ngày qua có chị bảy ở dưới này nè, chỉ vô chỉ thấy á. Dạ. Chị vô cái chỉ cho gạo, cho được chục ký gạo. Dạ. Với nhiều nhậu này được có đâu mấy người rồi cho cũng như người già 200-300 vậy đó. Dạ. Là người ta xem được hả cô? Được được, người ta thấy á, người ta này vô ta xem người cho được 200-200 vậy đó. Dạ. Chứ cũng được 5-7 người. Dạ. Cũng có tiền cho mua cái gì đó cho qua Huế Quy ăn rồi đi học nữa. Tội nghiệp bây giờ chứ cô chú ở nhà không gì đâu có tiền đâu mà vô mà để lo hàng ngày đâu. Ở nhà giờ cô ở nhà không đâu có đi ra khỏi nhà được đâu. Phải chăng trực tiếp rồi để trực ở nhà không mà bà già ngoại thì cũng già rồi 80+ tuổi rồi mà mấy tháng nay cô không có ra tới ngoại được. Còn mẹ già 80+ tuổi nữa. 80+ tuổi nữa nằm mà đi vô đây thì tính thăm co cháu mà cũng không có đi được. Hay yếu rồi không có đi được. Tối là nói chung là ngủ ở đây thôi cô ạ. À? Hay là ngủ sao? Ngủ ở cái võng kia, cái võng trên đó nên nó văng mùng. Văng mùng trong. Trong mùng ngủ. Ủa, chứ anh ngủ trên cái giả không được. Không, ở đây khó thở, nằm khó thở. Nằm thở không được. Nằm trên giường là thở không được, khó thở. Khó thở nằm võng dễ chịu hơn. Trời ơi. Ngủ võng hay không rồi tối cái. Tối là phải ngủ võng gì luôn. Lát thì cô lâu lâu cô dòm cái cô chuội này cho nó bị gì nó ra nhớ. Chảy ra. chảy ra thì cô ơi, mỗi lần thì cô nằm ở dưới này ghé rồi cái cô lên trên giá mũi dữ lắm đây mũi dữ lắm đặt cái máy thở trong đó nữa chứ dưới này mũi chịu không nổi. Dạ tội nghiệp Thái chở nó cũng cho cái mượn máy thở với cái máy hút đàm chừng nào hết không có cần xài cô gửi trả lại cho con cái máy thở có cái máy thở nữa cho mượn lúc nào nó mệt thì mình gắn vô còn không mệt mình rút ra gắn vô. Dạ gắn máy vô nó thở đạp đạp rồi mình cũng không có ngủ gì hết. Trời ơi vậy cha mẹ mà thấy con gì cũng lâu quá chú xích biết xích chú tôi chịu tôi con chí nha lấy ghế không lên ngồi đó đây chơi khi mình tất cả là mình đi chơi vô cũng vậy. Dạ rìa bà côn trùng chú nói năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 61 tuổi rồi. Nhưng là tối là cô chú là phải thay phiên để canh. Canh. Thì hai ông bà nằm trên giường vậy thì cho nó nằm với cái giá dọc chân cái mụn nữa nằm thế đâu dám bỏ xa. Dạ. Mình đi mà chắc cô chú được không ngủ nghe gì được không bà chú?
giác nó mệt, nó thở một cái thì nó thở rồi hoặc nó ho là nó nghẹt nghẹt đàm cái là phải lầm lầm còm rồi vậy liền rồi vậy yêu cầu nói nhúc nhích thì cô hay rồi dạ thịt thịt vậy là hay rồi cái máy vô cái nó thở nó nhiều lớn thêm cái mà hút nhiều quá thì nó cũng đau ngực hút nhiều quá không đau tốt mà học cũng phải hút bao lâu hút đàm một lần bằng đêm thì đêm từ gần sáng cỡ 3-4 giờ thì hút chắc cỡ 2-3 lần tới sáng á dạ còn giấc độ hôm thì hút một cái mình ngủ rồi ngủ tới sáng cỡ 3-4 giờ bắt đầu hút nữa dạ rồi bằng ngày đó nào ngay bằng ngày thì ít hút bởi vì trời nắng á trời nắng thì ít hút tức là cô chú là ban đêm thì phải thay phiên nhau thật để hút đàm quá chừng thì đâu có đi đâu được giờ mà chú cũng đâu có đi đâu được đâu ở nhà vậy chứ đâu có đi con ơn cô nhà ở đây thì họ nhà thì cũng không dám người á đi đâu có ơn cô nhà cô cũng không dám nữa lỡ nếu cái gì cô không có làm được dạ tính ra là vợ chồng hiện tại bây giờ là dành hết thời gian cho anh Trung luôn rồi dành hết thời gian về tiền sinh hoạt này nọ thì cũng phải đợi con cháu cho mỗi người một ít thì có tiền để sinh hoạt con cháu ở gì mà nhà bà con thì lại cho chút ít thì mình lo mua đồ cho con ăn chú rảnh này chú còn chạy đi xin kiếm thuốc nam về cho uống thấy bớt không cô uống thuốc nam mà thấy thì cũng đỡ đỡ chứ cũng vậy hả mà đàm thì thấy còn dạ. Đàm thì thấy còn mà cái nằm giật giật vò cẳng ra thì thấy nó đỡ cái đó đó mà không biết về cái đó mình cũng không biết làm sao đây nữa để uống thêm thời gian nữa thôi cũng như cái chân của ảnh hình như là ốm chân con trời ơi ốm xương không con nãy bữa là con xuống con thấy rõ luôn á ốm vò cẳng Quy nhìn kìa Quy lại coi kỹ kìa nhìn cái chân của ảnh cái nè nhìn cầm chân còn nhỏ xíu luôn á còn có 3 mấy ký 40 tuổi cô ơi 40 tuổi anh bị bệnh rồi không ăn uống gì được cái này thôi. Hành rồi cái đó hành nữa bởi vì mất sức anh phải để cái đó vô cái giấy vô để nó cái gỉnh gỉnh nước á bây giờ là phải trọt hai cái ống một cái ống là chỉ thức ăn còn ống ở trên là ống thở nằm mua gì đó xin lỗi cô nhà của mình bên đạo phải không cô không sao đâu cô dạ bên nào cũng vậy đạo bên nào cũng vậy gắn hai cái ống gì đó dạ quá xót xa rồi có ổng nó vuột cái ống con chốt của họ cho anh mướn xe người ta chở đi tới Bạc Liêu dưới gắn vuột cái ống ở dưới ở trên không ống dưới dưới vuột ống dưới rồi sao đó là đúng đi xuống dưới Bạc Liêu người ta gắn ống khác vô mình đúng mình không biết tại vì người ta có làm cái móc con nghe là như chữ T vậy đó gắn lọt ở trọng nó dướng lại dạ dưới người ta thay lại khác chào ra luôn chào nữa trời ơi nên là phải đi gấp lên chở này cho người ta gắn lấy khăn mới thì cô sắp lại để xuống vậy cái cô lấy cái khăn vàng á cái cô nịch vậy đi dưới cái bệnh viện các ông khác vô trời ơi vì mà khi mà vuột ra giống như là khi nó chống phọc rồi là nó xì ra là bệnh lại đang chở đi trời ơi mà mình đỡ lên là nó xì ra hoài ha nó ấy lại thì nó đỡ còn gỉnh gỉnh ít ít à ho đồ thì nó mới ấy ra nhiều còn như bình thường thì nó hơi gỉnh gỉnh chút à thôi nó làm nhiều cái sợ chứ bữa với hai cô muốn đứng tim bữa với hai cô muốn đứng tim cho nó làm để nó suôn sẻo nó khỏe thì mừng còn bữa nào nó cái gì chút cái trời ơi cô chết luôn dầu lo cũng dầu lo bởi vì ăn uống không yên không yên. Dạ. Như cô nói là ảnh từ 60 ký mà bây giờ. Giờ còn có 3 mấy ký. Trong vòng 2 năm nay. Trong vòng 2 năm nay cái lần đầu khoảng cỡ 8 tháng trước á là từ bệnh tới 8 tháng thì linh ký. Bị mới là cái mổ về cái linh ký trắng chẻo im lóc ai cũng nói trời gì trắng tươi mập thù lù ha rồi cái khoảng cỡ 8 tháng cái phát lại á nó phát lại bắt đầu nó sẽ ốm xuống ký ăn không được rồi xuống ký luôn để cái luôn còn bỏ bệnh sập cái nhà của ảnh hả đi nhà cây rồi nhà cây 2-3 năm thì nó mục rồi thấy vợ đi rồi đâu có ai nuôi đâu rồi thôi cô đem về cô nuôi rồi dở nhà bỏ cỏ gá không chống cây me dạ con thở kìa thở đàm nó lên nó ống ra tùm lum nhớt đàm nó lên xì ra kìa không nó chào mình chào mình dướng vào cái căn bệnh thì mình mới có nó mới có nhiều đàm đúng không chú chứ bình thường đâu có ra đàm đúng không bị cái thực quản của nó là nó ăn không được á dạ không có xuống đau hả
Vì đau hả cô? Đau, đau. Ôi ôi. Đau. Quá xót trời. Cái máy hút mà mày bao lâu mình mới gắn một lần cô? Gắn vô hút á hả? Dạ. Để chừng nào hả mình thấy nó nghẹt hả? Thấy nghẹt rồi. Thấy nghẹt là gắn vô hút. Nghẹt thì được gắn vô hút. Mà thấy nó lấy tay mà nó gõ gõ gì lên yêu mình. À. Là phải ngồi canh liên tục luôn đó. Vậy đó. Hay ra dẫu là khi cô đi làm gì hơi vòng vòng hè thì kêu mày kêu ngồi kế cha con, cái cha kêu kêu bà nội. Cái canh. Chứ bé Huy hàng ngày cũng đâu có đi chơi hả con? Mình nghe. Ở nhà canh ba giùm ông bà nội. Có đi học rồi về thôi ở nhà. Cái chắc nhất thì chúng lại bắp giò. Dạ. Nói chung là bây giờ thì hàng ngày thì chỉ anh là có uống thuốc, uống thuốc tây hả cô? Tây uống vô. Với ăn uống. Thưa cô, thuốc nam cũng cho uống vô thêm, như ai chỉ gì thì uống mấy vậy chứ giờ cô cũng biết làm gì. Dạ. Nhìn mà xót xa nha. Ngày qua thì cái kêu cái y sĩ gì đó xuống cái chích thâu đau ngực. Chích hai mũi thuốc ghi vô chai nước. Hết 400 ngàn. Trời ơi. Kêu bác sĩ vô tới trong này luôn. Là 400 ngàn. Không qua đâu, không phải bác sĩ thì chắc mà y sĩ hay y sĩ gì đó ha. Không phải bác sĩ đâu. Vô đây nè, rồi chích hai mũi thuốc là đau ngực. Dạ. Đau quá cái kêu vô chích hai mũi thuốc, kêu vô chai nước biển trắng nha mà 400 ngàn. Rồi ơi. Rồi bác sĩ có nói về cái tình trạng sức khỏe của anh như thế nào không con? Không biết. Không nói được. Không có nói thì hô đau thì chích thuốc đau vô thôi. Chứ vô cho khỏe là cho khỏe thôi chứ chắc không biết đâu. Đúng rồi, chỉ làm cho khỏe lúc đó thôi. Chứ không biết. Chỉ ra ngoài bệnh viện khám này kia mới biết được thôi. Quy thằng bận hết rồi. Bây giờ mình đi bệnh viện là cũng khó đi. Dạ. Đâu có đem cái máy theo dọc đường nó nghẹt bất tử rồi là sao? Đúng rồi, di chuyển đi cũng khó ha chú ha. Hôm hồi nằm nhà tôi về, có kỹ người ta kêu tới nhà tới khám đó. Dạ. Mà nó vậy nó nghẹt, rồi đâu biết đi, dám đi. Dạ. Chứ đi xe hay đi rồi mệt á, yếu á. Rồi bơm cháo rồi ăn, rồi làm sao đi dọc đường rồi làm sao ăn uống được. Dạ đúng rồi. Đâu có đồ đâu mình bơm cho nó, khó lòng dữ lắm. Để thùng thùng luôn á chú. Nấu mỗi ngày. Thùng thuốc nam. Dạ. Anh uống không biết bao nhiêu thuốc mà nói. Thuốc nam cũng mua. Mua ở xa ta đem lại. Mua vật liệu. Nhưng mà giờ cô chú nói chung là cũng quá sức rồi. Giờ chỉ chờ trông chờ vào như là mọi người hàng xóm như là quý mạnh thường quân để giúp đỡ. Chứ giờ cô chú là ở nhà không mà không có thu nhập gì hết. Quá trời đó giờ lo quá trời nhiều rồi. Nó thì tụi con hôm nay đến đây trước mắt là thăm coi cái tình hình sức khỏe của anh Trung như thế nào để tiếp tục để kêu gọi để giúp đỡ cho anh Trung. Bên cạnh đó thì con cũng nhận được một số tiền từ quý mạnh thường quân á, thì có chị gái ở Sóc Trăng là gửi cho anh Trung là 2 triệu đồng và một mạnh thường quân giấu tên là 200 ngàn nữa. Thì tổng số tiền mà con nhận được là 2.200.000, thì con cũng xin phép để trao cho cô luôn ha. Dạ. Bây giờ thì em cũng xin phép quý mạnh thường quân là gửi cái số tiền này đến cho gia đình của anh Trung. Cô nhận giúp con ha. Cho cô gửi lời cảm ơn. Cô đếm có đủ không con? Cô đếm có đủ không? Chị gửi. Nhiều cô? Nhiều rồi. Bao nhiêu? Chị gửi. 6. Chị 8. Triệu 9, 2 triệu, 2 triệu 2 hả cô ha? Dạ. Cô gửi lời thăm cô. Dạ. Quân nói với mẹ. Dạ. Bà con giúp đỡ cho cô cảm ơn. Dạ. Mạnh Thường Quân thông qua kênh Barina cũng mới vừa chia sẻ một tình thương đến gia đình. Dạ. Nói thì qua video thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân. Thấy cái hoàn cảnh gia đình như vậy thì cũng hỗ trợ một phần nào khó khăn cho cô chú đây để lo cho anh Trung. Mấy tôi ti mà cái số tiền nó không có nhiều nhưng mà cũng là cái tình thương của quý mạnh thường quân. Nhờ bà con có nhiều giúp lại gom lại cũng quý. Ta nói là góc gió thành bão một con. Đúng rồi. Thì con hy vọng thì sau khi mà anh em đăng tải tiếp tục như vậy thì lại kết nối được mạnh thường quân nhiều hơn ha cô ha. Cô chú cũng cố gắng ha. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ dạ. Quy có gửi là lời nào không Quy? Gửi lời nào. Cảm ơn cô không? Cô cảm ơn quý mạnh thường quân không?
cảm ơn cô chú ha. Con cảm ơn nha. Nói đi con. Nói đi. Con cảm ơn cô gửi lời cho cha, gửi tiền cho cha con uống thuốc. Giỏi. Hiền quá. Hiền quá cả nhà. Nói nhiều quá khóc. Nói nhiều quá khóc không chú? Cha gì bất ước chữ gì con? Cha phải mạnh mẽ lên ha. Khóc quá trời, nước mắt nữa rồi. Khóc nữa hả? Khóc nữa. Sao vậy con? Con nữa khóc. Sao? Chú Huy chọc hả? Đây cũng chú Huy nè, cũng tên Huy luôn. Tên Huy luôn. Chú Huy này mạnh mẽ lắm luôn đó. Mạnh mẽ lắm hả? Chọc Huy khóc nữa. Ôi xin lỗi, xin lỗi. Chọc xíu rồi khóc à. Anh Trung nghỉ ngơi ha. Nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Gán ăn vô nha. Nghe kêu, ồ anh này đâu có ăn được. Anh đâu có ăn được, con quên. Cô làm cái gì ngon ngon có dinh dưỡng nha, cho quên vô cho ảnh. Cái cây rồi cô xây á. Dạ. Nó nhìn, nói chung là nhìn anh Trung thì nói chung rất là thương anh luôn á. Em cũng cố gắng để kêu gọi để giúp đỡ gia đình mình được phần nào thì được, chứ em cũng biết như thế nào nữa. Tại em là chỉ là cũng nhiều cầu nói thôi, chứ em cũng không quyết định được á anh Trung ha. Anh cũng phải cố gắng. Dạ. 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 Nói là bây giờ chỉ nói giờ thôi, giờ thấy mặt của thằng Trung là cũng có hậu lắm. Dạ. Để tôi lo cái vụ thuốc men, tôi đi kiếm, tôi ra hy sinh, tôi kiếm thuốc cho chú cũng có thể có khi hợp với tôi, tôi cầu xin. Nói vậy hả cô? Nói vậy đó là tôi lo cho Trung. Dạ. Cái chỉ gửi thuốc lên, đang làm cho chú uống và cầu xin nó đi. Tôi làm cầu xin rồi hết rồi cho uống thì nếu mà giảm bớt, nói với tôi là tôi đi kiếm thuốc tiếp tục thêm. Khi nào thấy bớt thì kiếm thêm. Kiếm thêm. Tội nghiệp quá lắm. Dạ. Bởi nhiều người có cái lòng á, cũng chỉ nhiều bài thuốc mà mình có khi nhiều bài thuốc mà mình không biết cái nào đi, có đúng uống. Người uống hết, những người uống hết. Giờ là chỉ là thuốc á, rồi mình lấy xong mình bơm vô luôn. Thuốc gì cháu được, bơm vô. Dạ. Biết đâu được ngay cái thuốc nào đó, cái anh khỏe là cái mừng ha. Ai nhìn nói chung là đăng lên ai cũng thương hết trơn á. Nhưng mà cho con thấy là cái lượng mà giúp đỡ thì rất là ít luôn, con không biết như thế nào. Hy vọng là con quay lại ha cô ha. Rồi em chào anh nha, anh nghỉ ngơi nha anh Trung nha. Dạ. Dạ cô cố gắng lên cô nha. Dạ. Cô có nhớ số điện thoại của cô không? Dạ. Cô có thể đọc lên trên này luôn cho quý khán giả nào muốn liên hệ trực tiếp với gia đình 0703 mình. 0703. Dạ. 0609. Dạ. 37. Dạ. Cô đọc lại lần nữa được không? 0703 0609 37. Dạ. Dạ. Cô thứ mấy vừa nói cô vừa. Cô Tám ha, đây là số điện thoại của cô Tám. Quý khán giả hay quý mạnh thường quân nào mà muốn hỏi thăm gia đình hoặc là có muốn hỗ trợ trực tiếp với gia đình thì có thể liên hệ qua số điện thoại của cô Tám luôn. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Rồi cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ cả nhà, thì mới vừa rồi thì em cũng đã đến cũng như là đã vào nhà hỏi thăm gia đình tình hình sức khỏe của anh Trung. Bên cạnh đó thì cũng gửi một cái món quà tình thương của quý mạnh thường quân đến cho gia đình. Dạ thì em một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã có một tấm lòng hảo tâm thương gia đình cũng như là gửi những cái số tiền để giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn này cả nhà. Dạ thì bây giờ chắc em cũng xin tạm khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn và xin chào ạ.